Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập số 60 trong chuỗi clip chinh phục part 5 cùng với Miss Hảo tại PMP English. Trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc một test, mình sẽ đi một test nữa ha. Đó là test số 5 đúng không các bạn? Vậy thì mình sẽ bắt đầu luôn ha, bắt đầu với câu đầu tiên ha, câu 128. Rồi, những câu cuối cùng này mà gặp được một câu về dạng ngữ pháp như câu 128 thì khá là ổn áp đúng không? Bây giờ mình sẽ thấy có Dolly là trạng, ET là chỉ vật đúng không? Tính từ và universe bỏ ra thì thằng này có thể là danh từ toàn cầu đúng không? Vậy bây giờ mình xét nào? Mình xét có ly thì mình sẽ coi nó đủ hay chưa ha? Vậy chỗ trống ở đây, mãi tới liên từ and mình mới ngắt. Còn phía trước cái này là to be thì mình ngắt luôn ha. Vậy thì to be này của mình đi với doable là tính từ. Vậy mình thấy như sau nè, to be mà cộng với tính là đủ rồi. Vậy giữa này chỉ có thể chen chạm đủ cái tính thôi. Vậy đáp án trong câu này của mình sẽ là câu D. Universally theo kiểu là toàn cầu, phổ biến, kiểu mà nhìn chung ai cũng biết hết á. Vậy mình có như sau nè, công ty này được well designed, được thiết kế rất tốt đến nỗi mà nó được mọi người công nhận, recognizable, nó dễ dàng công nhận ở mọi nơi và nó rất là memorable, đáng nhớ ha. Rồi thiết kế làm sao mà gây được ấn tượng với người ta luôn. Mình chọn trạng từ để bổ nghĩa cho cái tính từ recognizable ở đây. Rồi 29 thì các bạn nữa nè, mà có một câu ngữ pháp nữa ha. Rồi authorized và authorization authority, động từ này nha, động từ thì lớp chỉ cho cô Lộc ủy quyền nè đó. Rồi còn nếu mà tính từ bị động như cô Bi là được ủy quyền hoặc là có thẩm quyền. Rồi danh từ bắt đầu mình xét ha, dấu chấm ở đây, mà từ ẩn nè, service center là danh hết đúng không? Vậy bộ nghĩa cho danh thì điền tính. Service và center đều là danh hết nha, nên mình coi là danh mình không được điền trạng ở đây đâu. Mình chọn tính thì trong những cái này tính từ là câu B, đây là động rồi ha, này cũng hai cái là danh rồi. Vậy mình dịch nữa, mình dịch trong câu này có cái liên từ khá là hay nè các bạn, in the event that, in the event, event thì lấy nghĩa là sự kiện, nhưng mà nếu như mình dịch là trong sự kiện thì nó không được hay lắm nhỉ. Mình dịch trong tiếng cái chỗ này mình hiểu nó để cô ghi lại ha. Mình hiểu được cái từ event ở đây nó giống như cái từ là situation, trong tình huống hoặc là trong trường hợp. Còn nếu không thì em dịch nó giống như chữ if đó. Nếu như, đúng không? Nếu như trong trường hợp, trong tình huống là cái motorcycle, cái mô tô của bạn yêu cầu phải có việc sửa chữa, cần sửa chữa thì bạn nên đến một cái trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc là trung tâm dịch vụ có thẩm quyền. Đáp án là câu B, chọn tính từ bị động nha. Rồi câu cuối cùng, concentration, relation, preparation và transformation, danh từ đúng không? Dịch danh từ, giới từ ọt ngay đây, đúng không? Giới từ ọt ngay đây, the 2s ngay đây. Rồi chỗ này của mình đang là noun 1, ọt này là giới từ. Còn chỗ ski resort là the 2. Và dịch nguyên cục này luôn ha. Cái gì đó cao nhất của những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Ủa? Rồi câu A nè, danh từ ha, concentration, sự tập trung. Rồi, relation là mối quan hệ, mối liên quan. Rồi, preparation, sự chuẩn bị. Và transformation, sự chuyển đổi, sự biến đổi. Bây giờ coi nha. Because there are lots of hills, có nhiều đồi và snow, có nhiều đồi và tuyết ở eastern part of the country, ở phía đông của đất nước, cho nên ở đất nước này có cái gì đó cao nhất, những cái khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Vậy bây giờ muốn trượt tuyết thì cần phải có đồi và có tuyết đúng không? Để mùa đông tuyết nó rớt xuống thì nó sẽ có những cái độ dốc để cho người ta có thể đến đó trượt tuyết. Và nếu mà đến đó nhiều thì cái khu nghỉ dưỡng mọc lên nhiều, mà mọc lên nhiều thì sẽ tạo ra một cái sự tập trung cao. À, nó phân tán ở một khu vực đó rất là nhiều, ở này khu vực The Western chỗ này. Cho nên đáp án của các bạn sẽ lấy cô là câu A thôi, concentration ha. Rồi, concentration là sự tập trung. Và em bỏ motion đi, em lấy là concentrate thì sẽ trở thành động từ tập trung đúng không? Relation thì động từ là relate đúng không? Relate to nè, repair nè, transform nè. Danh từ em bỏ đuôi thì em sẽ tạo thành động từ nhá. Rồi, ok, vậy là câu này cũng là câu cuối cùng của tập 60 rồi. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn với những tập lần sau ha, với những kiến thức bổ ích hơn nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.